đi này. Con bêu xấu chồng cô với người khác, con không biết xấu hổ hả? Còn anh thì không thấy xấu hổ. Anh công khai với người phụ nữ khác, anh có coi tôi đang cái gì không? Cô là thứ cây độc không trái, gái độc không con. Đáng lẽ cô phải biết thân biết phận mình, ở nhà là một người vợ ngoan ngoãn, trong khi tôi ở ngoài phải chiến đấu chống lại bọn tội phạm. Anh Vĩnh. Ủa, cậu tới sao không báo cho tôi biết trước? Đi hả? Hả? Hổ. Tại sao bỏ bê chị Quỳnh Lam mà theo người con gái bên ngoài? Ai nói với cậu như vậy? Cậu mới gặp vợ tôi đúng không? Anh đừng có giả mù sa mưa nữa. Người con gái đó là ai? Nói đi. Được, bây giờ cậu bình tĩnh nghe tôi nói nè. Từ sau khi vợ tôi bị sảy thai, tinh thần cô ấy không được ổn định. Cô ấy rất hay suy nghĩ những chuyện lung tung. Lối sống xa hoa của anh dạo gần đây, tôi hỏi anh, căn biệt thự này ở đâu mà anh có? Với cái đồng lương cảnh sát của anh, làm tới bao giờ mới có thể mua được căn biệt thự này và sống cuộc sống sung sướng như vậy? Cậu bình tĩnh đi. Anh nghe tôi nói nè. Cậu bình tĩnh chưa? Anh đang được một người phụ nữ bao đúng không? Tường ơi là Tường, óc suy luận của cậu đã mất tiêu rồi. Cậu có biết mẹ vợ tôi là một doanh nhân thành đạt, bởi chỉ bù đắp cho một đứa con gái duy nhất thì bao nhiêu đây có là gì? Còn tôi là một cảnh sát cấp cao, tương lai đang sáng lạng. Cậu nghĩ tôi làm trai bao sao? Cậu có bị điên không hả? Nhưng chị Lam nói là anh đã thú nhận hết rồi mà. Tôi còn biết vợ tôi nói là có một người phụ nữ lạ truy sát cô ấy, làm cô ấy sảy thai được, đúng không? Đúng là tôi có lỗi. Vì công việc, vì chuyên án mà tôi ít quan tâm tới Lam. Có lẽ vì vậy mà tâm bệnh của Lam ngày càng nặng thêm. Tôi thật sự rất giận mình vì không thể nào cân bằng giữa công việc và gia đình. Tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để an ủi và chăm sóc cô ấy được. Sau này khi có vợ, chắc chắn cậu sẽ hiểu. Tôi đúng là hồ đồ thiệt. Tôi không phải với anh. Tại lúc trước tôi có nghe câu chuyện của gia đình anh, nhưng tôi không ngờ là chuyện với anh và chị Lam lại nặng nề tới như vậy. Không sao. Tôi xin lỗi. Cố gắng lên nhanh. Con đi này. Con bêu xấu chồng cô với người khác, con không biết xấu hổ hả? Còn anh thì không thấy xấu hổ. Anh công khai với người phụ nữ khác, anh có coi tôi đang cái gì không? Cô là thứ cây độc không trái, gái độc không con. Đáng lẽ cô phải biết thân biết phận mình, ở nhà là một người vợ ngoan ngoãn, trong khi tôi ở ngoài phải chiến đấu chống lại bọn tội phạm. Cô phải tự hào khi có một người chồng như tôi mới đúng chứ. Đằng này cô lại đi bêu réo tôi. Những chuyện mà vô cô tưởng tượng ra là tôi lăng nhăng, tôi xấu xa. Cô điên đủ chưa? Tôi đang đi nè. Tôi đi cho nên là mới lấy anh làm chồng. Thì giờ tôi cảm thấy hối hận lắm rồi. Cô bà Khánh gọi. Cô nói chuyện đi. Mà nhớ là đừng có nói năng lung tung. Mở loa ngoài lên. Tôi không muốn nghe. Cô phải nghe. Nghe đi. Dạ con nghe ba. Ủa, con đang bệnh à? Dạ không. Ba gọi con có chuyện gì không? Mai á, vợ chồng con qua nhà ba ăn cơm nha. Lâu rồi hai đứa chưa ghé thăm ba đó. Dạ ngày mai con cảm thấy không khỏe trong người, cho nên là con không qua được không ba? Em chỉ bị cảm nhẹ thôi mà. Để ngày mai hai vợ chồng con qua nha ba. Làm không sao đâu. Nhớ chăm sóc vợ con đi. Hẹn hai đứa ngày mai nha. Dạ, mai gặp ba. Ba nuôi nhớ cho nên muốn gặp em. Không nên từ chối như vậy. Anh vẫn còn tâm trạng muốn đi ăn nữa hả? Anh có còn là con người không?
Anh xin lỗi, được chưa? Hôm nay anh mệt, anh hơi nóng tính. Dạ anh vô tắm. Trời gì.